Ơi, ngày mới cho Tuấn xin mến chào đại gia đình thân mến. Một ngày thật vui vẻ nha. Thì bây giờ Tuấn đang mới vừa đi Đà Lạt về cả nhà. Tuấn mới vừa đi Đà Lạt về tối hôm qua. Bây giờ Tuấn về tới nhà rồi thì bây giờ Tuấn cũng chưa có đi đâu được hết cả nhà ơi. Công việc thì mấy nay nó đang dở dang. Bây giờ để xe không thì cũng không làm gì. Nên là hôm nay Tuấn quyết định là quay thêm một lần nữa cho cả nhà xem nha. Giờ Tuấn quay chi tiết cái xe và báo giá. Bữa nay Tuấn rớt giá luôn. Rớt giá kịch sàn luôn, anh em nào mà cô chú anh chị em nào mua được thì thiện chí thì tới luôn. Tại bữa giờ cũng nhiều người điện nhưng mà không thấy ai tới hết, tới coi hết. Quay chi tiết cho cả nhà xem này, vỏ còn 99 80% 98% luôn, vỏ mới luôn nè. Quay giờ Tuấn quay từng chi tiết nha. Ken luôn rồi cả nhà. Tuấn chưa rửa đã, rửa lên nó bóng ken rồi. Bốn cái vỏ mới còn 98% nha. Đây. Nhà nhìn nè. Đó, gai ok không? Lốp xe cua nè, camera lùi luôn nè, đây là camera lùi nè, lốp xe cua nè, chưa động tới luôn nè, nhà mới mới có mấy tháng. Nói chung là Tuấn công việc nó không phù hợp nên là Tuấn muốn ra đi nó nhẹ nhàng để mình tính toán được công việc, giờ mình để không thì cũng không không giải quyết được công việc đó nha cả nhà. Nó số hotline của Tuấn đây đó, cả nhà cứ bấm lên. Thùng này thì Tuấn chưa có dọn, mới đi về đây. Cả nhà nhìn đây, cái rổ Tuấn còn để này, mấy cái này Tuấn chảy lên này. Tặng cho cả nhà một cái đồ sạc luôn nè, cục này vừa chế 600 ngàn đó. Sạc pin luôn, ok luôn em. Rồi chế hai cái ở dưới này để cột xe máy nè. Đó, cả nhà thấy không, chế hai cái này để cột xe máy hai bên, chéo qua chéo lại cột xe máy nè. Nhà nhìn thấy chi tiết không? Rồi. Máy móc Kenbo này, động cơ là 1.3 lít nè, 100 cây ăn tầm 7 lít. Nếu đi theo đường thành phố thì tầm 9 lít, còn đi đường trường 6 lít rưỡi tới 7 lít đó cả nhà. Không có cấn đụng hay chày xước bất cứ một chỗ nào hết nè. Nhà nhìn nè. Thật sự là Tuấn không phải là Tuấn muốn bán nhưng mà Tuấn không có nhu cầu sử dụng nữa. Công việc nó Tuấn còn có nhiều công việc khác nên là nó để thì nó có bất tiện cả nhà. Nên là cái này là anh em nào mà nó đang có cái nhu cầu thì rất là hợp lý luôn. Tuấn chấp nhận lỗ mấy chục nữa cả nhà. Nhà nhìn này, đó, cabin này sạch sẽ không? Bóng kít luôn này, nhìn này. Quay cả nhà xem nha. Từng cái bô lăng Tuấn thay bọc bô lăng này. Ở đây là cái cam hành trình nè, cam hành trình định vị nè, Tuấn lắp đầy đủ hết luôn cả nhà. Cần số, củ số Tuấn bọc hết đầy đủ luôn nè. Màn hình Android nè. Xe nói chung là nó đẹp y như xe mới, không khác gì xe mới cả nhà. Có điều là nó đã qua đi được chính là để mình quay coi bao nhiêu cây nha. Không, Tuấn bán à, Tuấn quay Tuấn nói Tuấn bán thiệt á chứ không phải bán giỡn đâu. Nhiều anh em không hiểu nghĩ Tuấn là lên câu like đó, Tuấn đâu nó xạo đâu nè cả nhà. À, km nè 8.731 cây, bữa là có 8.000 thôi mà Tuấn mới đi Đà Lạt về hết 731 cây nè, với thêm 339 cây nữa là thành ra là 9.001 nè. Tấp lô còn bọc ly lông luôn, chưa lột luôn, tất cả những thứ đều mới hết nhà thấy không này. Không có chày xước mà một cửa bất cứ một cái chỗ nào hết. Rồi, hôm nay Tuấn quyết định giảm giá kịch sàn luôn. Hôm bữa là Tuấn nói là 188 đúng không? Đầu tiên là 195 mà không có khách. Bây giờ Tuấn quyết định rớt luôn rồi. Còn 183. Đó, anh em nào tới chốt được là lên đường luôn. Rớt giá kịch sàn luôn nha cả nhà. 183 quyết định cuối cùng nha. Đó. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ cho Tuấn lên rồi ấy luôn, giấy tờ đầy đủ hết nha cả nhà, giấy tờ đầy đủ, lát nữa quay giấy tờ cho cả nhà xem, đầy đủ giấy độc thân rồi đầy đủ, rồi cờ vẹt đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Thực ra là lúc đầu Tuấn tính là làm đại lý phân phối nhớt rồi các kiểu rồi buôn bán nhà phân phối, nhưng mà do là Tuấn bị dính vô cái nguồn tiền nó bị không được lưu động á. Rồi bây giờ làm mấy cái đó thì chôn vốn quá, gối đầu quá, Tuấn không có khả năng làm nên là Tuấn tính sai, nên Tuấn mới đẩy em nó đi để cứu thân nha cả nhà, để tính toán lại công việc. Tại vì bây giờ mình làm cái kia nó phải tới mấy tỷ nhưng mà mình không đủ khả năng tài chính. Mình chỉ có không đủ tài chính nha, nói thật, có sao nó vậy. Vì làm đi giao hàng, bỏ hàng, rồi gối đầu nhiều quá mình làm không nổi. Với phải thuê nhân viên đồ này kia nữa mình có sao nó vậy. Đó, nên là mình đẩy để mình tính lại, tính toán lại công việc cả nhà, chấp nhận lỗ mấy chục triệu. Hôm bữa mua là tính ra 242 để thành vơ trang trí này, dán keo cách nhiệt nè, dán này kia hai bên nè cả nhà thấy không,
keo cách nhiệt rồi bọc vô lăng rồi làm đủ thứ hết, rồi chế cái đồ này kia thành 245 á cả nhà nè, nhìn nè 245 rồi rồi dán cách nhiệt lần trước nữa nè đó. Thì tính ra là lỗ tới nếu mà lấy giá đó là lỗ thành ra 60 mấy triệu á cả nhà đó. Mua về mà nếu mà mình ủy quyền qua mình chạy mình lợi được 60 mấy triệu nữa, mình mua xe mới là mình phải mất thêm 60 mấy triệu nữa đó. Túp lô nè rồi đầy đủ hết rồi cả nhà, cái can không có thiếu một cái gì nè, nổ máy cái cho cả nhà xem nha. Máy luôn nè, quay một lần chi tiết nữa cho cả nhà xem nha. Cả nhà thấy không? Đó. Máy rất là ok nha cả nhà, rất êm nha. Vô lăng nè, số nè, chế hết. Bật máy lạnh lên nè. Máy lạnh là mát sâu nha. Máy lạnh mát sâu lắm cả nhà. Đó. Cả nhà cứ nghiên cứu tham khảo cho kỹ là tính rất giá kịch sàn luôn nha. Đằng này là quyết định cuối cùng rồi cả nhà. Máy này suy nghĩ lắm. Bây giờ cũng nói thiệt, mình rồi nhà mình nhà nghèo mình cũng không có điều kiện nhiều. Nói chung là mình cũng bươn chải lăn lộn mình kiếm từng đồng thôi cả nhà. Mình cũng không có phải là giàu có gì á. Nên là mình tính sai một ly mình đi một dặm. Mình nói chung là bây giờ mình cảm thấy mình không hoạt động nữa thì mình phải cho em nó ra đi thôi, chứ giờ mình để không cũng không làm gì. Nó là như vậy. Thay vì mình để không thì mình để chiếc du lịch 4 chỗ hay 7 chỗ thì mình lôi đâu mình đi chơi. Còn xe này xe làm ăn thì mình không để không được cả nhà. Thì mình bán là bán cho những người cần đó, những người thật sự cần làm ăn là đúng bài luôn, đúng. Mua quá lợi luôn cả nhà. Giá rẻ bất ngờ luôn nha. Màn hình Android cam lùi đàng hoàng nè, bộ số về. Có số về cả nhà xem nè. Đó, thấy không? Có camera đằng sau nè. Rồi bản ngon lành luôn nha cả nhà. Đó. Máy lạnh mát sâu. Lạnh mát sâu lắm cả nhà. Nãy bữa để mấy con mũi nó bu nè. Thì Tuấn quay là sự thật nha cả nhà, đừng có buồn, đừng cười Tuấn nha cả nhà. Còn quay rồi bán thật chứ không phải là bán xạo câu like gì đâu. Sợ nhiều khi nhiều anh em không hiểu nghĩ Tuấn câu like á, Tuấn quay thật đó. Người thật việc thật đó, chứ không phải câu like câu view đâu nha. Đó, mong cả nhà thông cảm cho Tuấn nha. Đừng nghĩ Tuấn câu like câu view. À, quay cái máy cho mọi người xem nè. À, không có chạy sơ, không có một cái gì hết. Kẹt rồi. Đó, nhà thấy không? Nhà. Đó, nhà nhìn nè. Ok đúng không? Đây. Không hề câu like câu view nha, nói là làm nha. Ai mà ấy là nhanh tay thì tới thì còn, chậm tay thì hết nha. Đó, đó thực tế không? Này quay nè, từ cái này nó cũng mới can luôn, chân nè. Đó nhà nhìn nè, thấy chưa? Quay hết từng chi tiết luôn. Có mấy chỗ này nên mình chắc hàng thì nó hơi chạy xíu thôi. Không sao. Đây có hai cái chế để cột xe máy nè. Đó, quăng cái xe máy lên cột hai bên luôn. Đó, bây giờ thấy không? Ok không? Lên lên là máy lạnh mát rưỡi, mát nhạc đồ đầy đủ, cam lùi đó cả nhà. Chưa bao giờ có xe cam bo mà giá rẻ như vậy đúng không? Nè túp lô nè, mới can luôn, không có một cái gì gọi là giá chày xước hay gì hết. Xe mới sao là y vậy đó cả nhà. Tuấn một bữa nay Tuấn cũng ở nhà thôi chứ chưa đi đâu hết, tính toán lại đó, tĩnh tâm lại đó. Giờ ở nhà tĩnh tâm rồi mới tính toán tiếp. Công việc bây giờ kinh tế đang khó khăn, bây giờ mình tính sai rồi mình phải tính lại thôi. Ở nhà bán mấy đồ phong thủy thôi nè. Nón nè. Nón rồi nanh đủ thứ nè cả nhà. Đồ phong thủy này. Ai mua thì ủng hộ Tuấn nè. Đó. Đủ thứ hết cả nhà. Mấy cái này thì hơi to, mấy này mấy anh bự con 100 kg mới đeo được. Đây, đồ phong thủy của Tuấn nè. Còn mấy cái này là mấy cái tượng là mấy bữa anh Chánh con ở dưới quận 8 anh kêu chợ chùa cũng đem cũng thờ hết luôn rồi cả nhà. Vậy đó.
Ở nhà thấy không? Nó có sao nó vậy? Tôi cũng không có ngại ngùng mà cũng không có phải mắc cỡ hay gì. À. Đó. Nhiều khi quay lên cũng ngại anh trai mình chứ. Ủa anh nói này làm ăn không được cái gì hết là bao nhiêu lần rồi. Lần trước cũng bán một lần rồi, làm lần nào cũng thất bại hết. Này rồi thấy là vô tích sự không được gì. Mình cũng ngại chứ, nhưng mình không ngại. Mình có sao vậy, mình làm thiệt. Nhiều khi nhìn quay lên, nhiều khi bà con mình thấy coi video mình cũng ngại chứ. Nhưng mình không ngại, tùy cái lúc mình ngại. Mình nhắm cái thời điểm nó được thì mình đến, không được thì mình đổi hướng liền. Đó. Nói chung là cái này cũng phù hợp với những người mà người ta đang có một cái công ty cơ sở thì quá phù hợp luôn cả nhà. Ta mua là quá là tuyệt, quá là hợp luôn, quá phù hợp. Chứ mình quay lên mình cũng ngại lắm chứ cả nhà, chứ không phải mình quay lên mình không ngại đâu. Cũng ngại người ta coi thường mình này kia, mới làm chứ làm không được thì chưa gì hết mà rồi bán xe rồi này kia, người ta cũng đánh giá mình, nghĩ mình nhiều khi người ta nghĩ mình là cờ bạc hay là thua tha này kia hay là ăn chơi này kia đó. Mình cũng ngại lắm chứ cả nhà, chứ không phải không ngại đâu, nhưng mà mình thấy mình không có khả năng, không sử dụng đến đó nữa và không có nhu cầu dùng đến thì mình chấp nhận lỗ, mình đi cho nó ra đi rồi nghiên cứu công việc khác thôi đó. Chứ không phải là mình không ngại đâu, quay lên ngại lắm á, chứ không phải không ngại đâu cả nhà. Nào là anh em nè, họ hàng nè, cô bác nè, rồi những khán giả thân mến thân thương và những đủ thứ hết. Rồi tới cái chỗ bán xe này kia, ủa sao mới mua xe mà bán rồi này kia, mình cũng ngại lắm chứ. Nhưng mà ngại hại bao tử nên mình bỏ những cái ngại đi. Mình tiền của mình mà, tiền mình bỏ ra mà, đâu phải đâu ai giúp mình 1.000 nào đâu cả nhà. Tiền mình, tiền túi mình, tiền mặt mình bỏ ra mà, tiền xương máu mình mà, mình bỏ ra mình cũng sót lắm chứ, mất cũng sót lắm, nhưng mà chấp nhận đó, trong thế mà đôi khi phải chấp nhận. Cái này mà anh em cô chú anh chị em nào mà mua mà trong công ty đang công việc làm mua quá lợi luôn cả nhà, là hợp lý luôn á cả nhà. Nhiều khi tiền mình mượn mình còn nợ mình cũng ngại lắm, không phải đơn giản đâu, nhưng mà mình phải chấp nhận điều đó cả nhà. Rồi mong cả nhà thông cảm nha, chứ không phải câu like câu view nha, chứ sẽ sợ nhiều khi cả nhà nghĩ Tuấn câu like á. Rồi Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà luôn. Nếu ai mà có có nói chung là thiện chí thì liên hệ cho Tuấn là 0966 267 787, số hotline của Tuấn đó. Rồi liên hệ thì Tuấn sẽ chỉ đường cho tới coi xe nha. Ví dụ như tới coi ưng thì lấy, không ưng thì tới anh em mình uống ly cà phê, ngồi uống cà phê tâm sự đời tư nói chuyện cũng được, không phải nhất thiết phải tới là bắt buộc mua, mua mới vui mà không mua mới buồn, hay buồn vui lẫn lộn không có. Ví dụ như điện cho Tuấn tới, tới coi xe này. À Tuấn ơi, nay rảnh không, anh chạy tới anh coi xe, chị chạy tới chị coi xe rồi, ok dẫn vô tới tận nơi rồi đó, vô coi vui vẻ, ok thích thì coi, ưng thì lấy, ông ưng thì anh em ngồi uống cà phê tâm sự đời tư cuộc sống cho vui. À, thị trường xã hội văn hóa văn minh rồi các kiểu không cả nhà. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà luôn. Rồi goodbye cả nhà nha. Đó, số hotline của Tuấn đọc rồi đó, 0966 267 787. Ok chào cả nhà.